Vậy là mình đã chuyển nhà mới được một tháng rồi nè. Và bây giờ thì mới có thời gian ngồi kể lại cho mọi người trải nghiệm sau một tháng sống ở nhà mới của mình. Thì quay trở lại một tháng trước, đây là cái đêm mà hai vợ chồng bắt đầu dọn đồ để chuyển qua nhà mới. Thật ra bọn mình chỉ chuyển về đấy ngủ thôi, còn cái shop của bọn mình thì bọn mình vẫn thuê bình thường. Có nghĩa là bây giờ bọn mình đang thuê hai căn nhà. Nói một cách đơn giản như này cho mọi người dễ hình dung nha, có nghĩa là mỗi ngày mà mình thức dậy á, mình và chồng mình phải kiếm tối thiểu là 700.000 đồng để có thể lo được tất cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước này. Cái căn chung cư mình thuê là Rim Home River Side nha. Cái căn này thì nó nằm ở rìa Gò Vấp thôi chứ không phải là trung tâm, cho nên giá thuê cũng không quá đắt. Căn này mình thuê full nội thất, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh với giá là 8,5 triệu đồng. Và lúc mà mình dọn vô thì mình phải đặt cọc 2 tháng tiền nhà và trả thêm 1 tháng trước để ở là 3 tháng. Mọi người có thấy là lúc này là mình đã quá là mệt rồi, bởi vì mình phải chuyển đi chuyển lại á, mấy thứ linh tinh rất là nhiều luôn. Rồi là phải chuyển mèo mất 3 chuyến nữa. Và mình thì nhớ rất là rõ luôn là cái đêm đấy bọn mình đã chuyển đến hơn 12 giờ đêm và về dọn dẹp nữa, đến tầm 2-3 giờ sáng mới có thể lên ngủ. Và ngày mai là ngày sale 9 tháng 9 nữa, cho nên là hai vợ chồng mình đã làm việc như trâu như chó luôn. Và cuối cùng cái phòng nó cũng đã gọn gàng sạch sẽ một xíu. Đây thì mình sẽ quay tổng thể cho mọi người coi cái nhà mà mình đang thuê nha. Ban đầu thì mình tính là thuê cái nhà có ban công cơ, nhưng mà sau đó thì mình lại sợ là chủ căn hộ không cho rào ban công lại á, mà không rào thì bọn mèo nó nhảy xuống thì thôi toang luôn. Nên là mình quyết định là thuê cái căn mà không có ban công thì nó cũng rẻ thêm được một xíu á mọi người. Nói chung là có rất là nhiều nguyên nhân bắt buộc mình phải chuyển qua nhà mới. Một trong những cái nguyên nhân đầu tiên á là do con Sáng nhà mình nó rất là sợ người lạ luôn. Mỗi lần mà thấy khách tới mua đồ là nó sợ đến nỗi mà nó bỏ ăn luôn á. Nguyên nhân tiếp theo là vì lý do là mở rộng kinh doanh á, cho nên là nhà mình bây giờ quá chật rồi, mình cần một cái không gian riêng tư cho mình và các con sống thoải mái hơn. Và thật sự là cái nhà nguyên căn mình đang thuê bên kia cũng khá là nhiều tiền rồi, xong rồi lại thêm một cái chung cư bên đây nữa, có nghĩa là mỗi tháng bọn mình phải trả tiền thuê nhà rất là nhiều luôn. Mình cũng suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng mình vẫn quyết định là thuê. Và sau khi chuyển qua nhà mới thì mình phải công nhận một điều là mình ngủ ngon hơn và tâm trạng của mình lúc nào cũng vui vẻ yêu đời hơn, bởi vì nhìn thấy cái không gian mà đẹp này, thoáng mát, sạch sẽ, rộng rãi thì mình sẽ có cảm hứng để làm nhiều việc hơn đó mọi người. Thật sự thì có ai mà muốn thuê nhà biết đâu đúng không mọi người? Mình nghĩ là các bạn ở đây ai cũng muốn có cho mình một căn nhà riêng và bọn mình cũng thế thôi. Bọn mình thì cũng còn khá trẻ cho nên là bọn mình vẫn chăm chỉ làm việc để có thể một ngày nào đó mua cho bọn mình được một căn nhà riêng nè. Nhưng bây giờ mình cũng khá hài lòng với công việc và cuộc sống bây giờ rồi. Tuy là vẫn phải thuê hai căn nhà nhưng mà mình thấy khá là vui, bởi vì bây giờ công việc kinh doanh của mình cũng khá là tốt. Lúc mà mới chuyển qua nhà mới thì mấy đứa mèo của mình đa số đứa nào cũng bị sút cân nha. Riêng con Sáng là nó ảnh hưởng nhiều nhất luôn. Mình nhớ là nó nhịn ăn tới gần 3 ngày. À không, hơn 3 ngày cơ. Và phần lớn thời gian của nó là nó chui xuống gầm giường để nó trốn. Nhưng mà bây giờ thì nó đã ổn hơn rồi nha. Ăn rất là nhiều luôn. Lúc nào cái mồm cũng kêu lên đòi ăn. Mình chỉ buồn một điều là sau khi mà chuyển qua nhà mới thì hầu như là mình ra shop làm cả ngày luôn. Và tối về thì mình cũng chỉ dành được 1-2 tiếng cho bọn nó. Và mình lại lăn ra ngủ tới sáng hôm sau và mình lại tiếp tục đi làm. Nên là mình không có nhiều thời gian dành cho bọn nó. Nên là sắp tới mình sẽ thiết kế cái thời gian biểu như nào cho nó hợp lý để có thể ở nhà 1-2 ngày chơi với bọn nó. Mình là một người kiểu siêu bận rộn á, đôi lúc mình bận tới nỗi á mà không có thời gian để kể cho mọi người là mình bận như nào cơ. Nhưng mà mọi người có thể thấy sơ sơ đây là cái công việc của mình hàng ngày nha. Trung bình một ngày thì bên mình có khoảng hơn 100 đơn hàng, đấy là chưa kể những cái ngày sale nha. Những cái ngày sale thì khoảng là 300-400 đơn là bình thường luôn á mọi người. Và đây cũng là nguồn thu nhập chính của mình để mình có thể lo cho bọn mèo nhà mình có cuộc sống tốt nhất. Nhìn vô đám nhà mình là mình có động lực kiếm tiền à, nhất là con Cúc này, chứ một tháng nó ăn 2-3 triệu thì lương nào mà chịu nổi nó. Túm cái váy lại là sau một tháng chuyển qua nhà mới thì cả mình và đám mèo nhà mình đều cảm thấy rất là ổn nha. Cảm ơn mọi người.